Chào mừng các bạn đến với kênh Tommy TV với chương mục 5 phút kiến thức. Thịt gà là món ăn quen thuộc được xếp vào hàng sang chảnh trong ẩm thực thế giới. Mặc dù có rất là nhiều món ăn mới, hấp dẫn hơn, nhưng trong Mông Cổ thì thịt gà vẫn là món không thể nào thiếu. Không chỉ ngon mà thịt gà còn có giá trị dinh dưỡng rất là cao, thậm chí các bài thuốc từ thịt gà cũng rất là tốt. Việc kết hợp thịt gà với một số nhóm thực phẩm khác nhau sẽ giúp làm tăng hương vị món ăn, giúp bạn có cảm giác ăn ngon miệng hơn mà không bị ngán khi thường xuyên ăn thịt gà. Tuy nhiên, thịt gà cũng đại kỵ với một số nhóm thực phẩm khác. Rất là nhiều sự kết hợp sai lầm trong khi ăn thịt gà sẽ dẫn đến những tác dụng không mong muốn, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn. Trong đông y, thịt gà có tính ấm và vị ngọt, có tác dụng ôn trung ích khí, bổ tinh tủy. Thịt gà rất bổ dưỡng, thường dùng cho các trường hợp gầy yếu xuất cân, suy kiệt, đầy bụng, không tiêu, ăn kém, tiêu chảy, khiết lỵ, phù nề, tiểu gắt, bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, thịt gà lại đại kỵ với một số thực phẩm vì trong quá trình hấp thu và chuyển hóa giữa các thành phần của thức ăn luôn có những tương tác rất phức tạp. Hậu quả của sự phối hợp không hợp lý các thức ăn sẽ trở thành gánh nặng đối với cơ thể. Khi gánh nặng đó vượt quá khả năng tự điều chỉnh, cơ thể sẽ bị trúng độc. Vì vậy, dù thịt gà là món ăn phổ biến nhất trong bữa ăn thường ngày của mỗi gia đình, nhưng cũng cần tránh kết hợp với 10 loại thực phẩm sau đây. Đó là những loại thực phẩm nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong kiến thức 5 phút ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là hành sống. Hành là gia vị có lợi cho sức khỏe, song lại là thực phẩm kiêng kỵ với thịt gà. Thịt gà có tính ấm, trong đó hành sống có tính lạnh. Khi kết hợp sẽ khiến nóng lạnh giao tranh, làm khí huyết bị tổn thương và dễ bị kiết lỵ. Thứ hai là tỏi. Tỏi có tính nóng kết hợp với thịt gà tính ấm sẽ làm món ăn thêm tính nóng, gây nóng trong người, gây nhiệt miệng, phát ra chứng táo bón hay kiết lỵ. Nếu bạn bị kiết lỵ vì đã ăn gà với tỏi, để mau khỏi, bạn có thể nấu nước lá dâu uống. Thứ ba là muối vừng. Muối vừng là sự kết hợp của muối mè và rau thơm. Đây là một sự kết hợp sai lầm với người ăn, bởi vừng có tác dụng dưỡng can, dưỡng huyết, khu phong. Thịt gà thuộc về phong. Khi kết hợp thực phẩm dưỡng huyết khu phong với thịt gà, tính ấm sẽ động đến can phong, khiến bạn mắc chứng đau đầu chóng mặt, ù tai, toàn thân run rẩy, ngứa ngáy trong đầu, não. Nếu chóng mặt do ăn phải, nấu nước cam thảo uống sẽ khỏi. Thứ tư là cá chép. Thịt gà kiêng ăn với cá chép. Vì thịt gà có tính ấm vị ngọt, cá chép thì có tính lạnh vị ngọt. Nếu ăn kết hợp sẽ sinh ra nhiều mụn nhọt hoặc phát ra trứng trường ung, là có nghĩa là mọc ung trong ruột á. Nếu mắc phải mụn do ăn thịt gà và cá chép, nấu nước đậu đen uống sẽ khỏi. Thứ năm là thịt chó. Nên kiêng ăn thịt gà với thịt chó, vì theo đông y, thịt gà có tính ấm vị ngọt, thịt chó cũng có tính ấm vị ngọt. Khi ăn chung sẽ sinh ra đại nhiệt, nóng trong người, gây nhiệt miệng, rối loạn tiêu hóa do thừa đạm, phát ra chứng táo bón hay kiết lỵ. Khi mắc phải chứng kiết lỵ do ăn thịt gà và thịt chó, hãy uống thuốc cam thảo sẽ khỏi. Thứ sáu là tôm. Thịt gà có tính ấm, vị ngọt. Tôm cũng có tính ấm. Khi kết hợp với nhau, sẽ gây nên hiện tượng động phong, ngứa ngáy khắp người. Thứ bảy là rau cải bẹ xanh, hay còn gọi là cải đắng. Trong đông y, thịt gà có tính ấm, vị ngọt, rau cải bẹ xanh có tính ấm, vị cay, đắng, cũng bởi có vị đắng nên người ta thường gọi là cải đắng hay còn gọi với tên khác là cải bẹ xanh. Do thịt gà có tính ấm, cải bẹ xanh cũng có tính ấm. Như vậy, khi kết hợp với nhau thì tính ấm sẽ tăng lên, sinh nhiệt, gây nóng trong người, sinh ra nhiệt miệng, táo bón, kiết lỵ. Thứ 8 là rau răm. Rau răm có tác dụng rất tốt về tăng cường cơ bắp, thị lực. Tuy nhiên, hậu quả của việc ăn nhiều là khiến nam giới bị giảm ham muốn tình dục. Khi kết hợp với thịt gà thì chúng lại tạo nên chất có hại cho hệ tiêu hóa. Thứ 9 là rau kinh giới. Thịt gà kiêng với rau kinh giới. Vì theo đông y,
thịt gà tính ấm, vị ngọt thuộc phong, kinh giới có tính nóng, vị cay. Khi kết hợp sẽ gây chóng mặt hoặc sinh ra chứng phong ngứa, ngứa ngáy trong người. Thứ 10 là mận quân. Mận tính ôn và sáp. Nếu ăn thịt gà với mận sẽ sinh ra chứng hắc loạn, hay còn gọi là thổ tả, hoặc ngực tật, còn gọi là sốt rét. Trong trường hợp đã ăn thịt gà với mận, hãy nấu ngay nước sơn trà uống sẽ giúp bạn nhanh chóng khỏi bệnh. Lưu ý, không chỉ những sự kết hợp như trên là cần phải tránh, mà những người có chứng dị ứng, cao huyết áp, bị sẹo lồi, người đang bị bệnh thủy đậu thì không nên ăn thịt gà vì rất có hại. Vừa rồi là 10 loại thực phẩm không nên kết hợp với thịt gà mà mọi người nên ghi nhớ. Thịt gà sẽ kém ngon khi không có sự kết hợp giữa các món ăn phụ khác, nhưng hãy biết kết hợp và lựa chọn đúng cách để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và gia đình thân yêu. Hy vọng những thông tin trên sẽ góp phần mang lại bữa ăn ngon và an toàn cho mọi người. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.